cực lạc không phải để cho quý vị tiêu cực nghĩ cực lạc đâu, mà là quý vị phải tích cực nghĩ cực lạc á, là quý vị mới sanh cực lạc. Phải tích cực, là tích cực làm sao? Mình thường vui á quý vị, thường vui, thường có nụ cười quý vị à, hiểu không? Bây giờ quý vị ở nhà bị tu nhiều, tu ít, tu sao không biết. Nhưng mà cái đặc biệt của quý vị tu làm sao mà càng tu thì càng thấy thoải mái. Ví dụ như giờ hai vợ chồng cùng tu chung đi, chồng của mình tu yếu hơn mình, ổng lễ Phật được có nửa tiếng à, thì bản thân mình nói tôi lễ theo ông nửa tiếng luôn. Chứ mình đừng có nói ông lễ nửa tiếng, ông lễ bên kia đi, tôi lễ 1 tiếng, tôi vô trong kia tôi lễ. Mình á, phải nâng cái người tu yếu lên. Không phải tu nhiều tu ít gì đâu, mà hiểu tu hay không mới là quan trọng. Hiểu tu hay không mới là quan trọng nghe. Ví dụ như giờ chồng mình ổng lễ Phật có nửa tiếng, thì bản thân mình làm vợ mình đi lễ Phật với ổng nửa tiếng. Tại vì sao? Ổng là chồng mình. Còn nếu như mình là chồng mình lễ Phật được 1 tiếng mà vợ mình lễ có nửa tiếng, nếu mình để cho vợ mình lễ nửa tiếng với đâu nó rớt tài làm sao? Nên chúng ta cùng lễ với nó, cho hai vợ chồng cùng lễ Phật vui vẻ. Vậy thì quá hay rồi quý vị, đúng không? Đó, quý vị tu vậy đó, quý vị mới là người biết tu đó quý vị. Và thêm cái nữa, quý vị càng tu thì quý vị lại càng cười nhiều. Cái mặt cứ cười cười hoài vậy đó. Đó. Lúc trước mình không có tu, mình chưa tu gì chứ mình cái mặt mình. Nó đi đâu mặt cứ. Làm lãnh đạo đối với coi quản lý một số khâu á, làm việc á, bước vô cái phanh tay sau lưng đi. Nhân viên nó ghét chết mồ luôn. Hiểu chưa? Bây giờ mình học Phật rồi, tự nhiên mình bước đến cái là chào mấy em, chào anh. Mặt mình tươi rói, người ta gặp mình là ta kết mình liền. Hiểu không? Thì bắt đầu người ta hỏi, ủa lúc này sao ship mình ngộ nha, lúc trước cái mặt ông nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, mà giờ sao ship mình ông cười tối ngày với ta. Cái trong đó nhân viên nói câu, ship mình lúc này niệm Phật. Ship mình niệm Phật. Xong lúc đó nhân viên nói chắc mình cũng phải đi niệm Phật theo ship quá.